trọng kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin hàng ngày của kênh YouTube Phạm Hồng Châu. Bản tin hàng ngày được điểm tin từ các tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024. Bản tin có các nội dung như sau. Mở đầu bản tin, một số thông tin xuyên tạc xung quanh việc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ đã gây ra dư luận không tốt. VTV1 đã có bản tin làm rõ về sức khỏe và quan điểm của ông Thích Minh Tuệ sau 7 ngày quyết định dừng đi khất thực. Trật tự an toàn giao thông xã hội thì con định học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà vì cái đó thì giờ mình cũng cái nguyện vọng học tập của mình là giờ họ ra làm ách tắc, mình đi không được thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế, đều làm ảnh hưởng người buộc mình để không học được nữa. Theo họ thì tôi tin cái làm những cái việc như là kiếm tiền hay là những cái gì đó hay là những cái đấy thì nó lại không phù hợp. Tin tức đáng chú ý, SCB thanh lý loạt xe chở tiền có chiếc chỉ hơn 100 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vừa thông báo thanh lý lô 23 ô tô chuyên dụng với hình thức bán riêng lẻ từng xe. Lô thanh lý có hai dòng chính gồm Mitsubishi Pajero và Hyundai Starlet từng được SCB dùng làm xe chở tiền. Hầu hết các xe này đều được đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh, năm sản xuất từ 2004 đến 2008. Sáng ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành về đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt cận trên mức đề ra, kiểm soát lạm phát ở cận dưới so với mục tiêu đã đề ra từ 4 đến 4,5%. Để đẩy mạnh tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, sử dụng các công cụ hợp lý, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng tốt hơn, lãi suất cho vay từ 1 đến 2%, trong đó phát huy vai trò của 5 ngân hàng thương mại nhà nước, tín dụng phải tập trung cho các động lực tăng trưởng. Đẩy mạnh tăng thu, nhất là bằng thu thuế điện tử, triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công. 3 chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Quốc hội cho phép chính phủ chủ động điều chỉnh vốn từ nơi chậm giải ngân sang nơi có nhu cầu làm tốt, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Thủ tướng lưu ý đảm bảo cung ứng đủ điện, dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối trước 30 tháng 6. Đặc biệt khẩn chương trình ban hành 3 nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG. Việc điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu phải nhịp nhàng, hài hòa, tránh tăng giá cùng lúc, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm và mức điều chỉnh học phí, giá dịch vụ khám chữa bệnh khi tình hình tốt, có dư địa điều chỉnh, Thủ tướng lưu ý. Vừa qua là các cái điểm tin trên báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên xin gửi đến quý vị và các bạn. Bây giờ xin thân ái chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình điểm tin ngày hôm sau. Xin chào, tạm biệt.